Từ cuối năm 2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết xây dựng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Chỉ có 3 trên 11 đoạn dự án được đầu tư bằng vốn ngân sách. 8 dự án còn lại được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư, hay còn gọi là PPP. Tuy nhiên, những khó khăn về huy động vốn nên vào giữa năm nay, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định chuyển đổi 3 đoạn dự án từ hình thức đầu tư PPP sang sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tuy toàn dự án đã có tới 6 trên 11 đoạn đường được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, nhưng các dự án PPP vẫn gặp khó khăn. Cụ thể, trong nửa đầu tháng này, Bộ Giao thông Vận tải đã kết thúc chấm thầu 5 đoạn dự án đầu tư theo phương thức PPP. Kết quả có 4 đoạn dự án có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Riêng đoạn Nghi Sơn Diễn Châu không có nhà đầu tư nào. Theo các chuyên gia giao thông, cùng với hình thức đầu tư này thì các đoạn dự án cao tốc Bắc Nam ở phía Đông được thực hiện theo hình thức PPP có tính khả thi khá là cao so với trước đây. Ví dụ như là trong tổng vốn đầu tư của 5 đoạn dự án gần 40.000 tỷ đồng thì vốn ngân sách nhà nước đã là hơn 20.000 tỷ đồng, tức là đã nhiều. Vậy thì nguyên nhân vì sao nguy cơ teo tóp các dự án PPP cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông vẫn đang ngày càng hiện hữu? Trước đây, các dự án giao thông đầu tư theo hình thức xã hội hóa thường vay từ 80% vốn ngân hàng. Nhưng với các dự án PPP cao tốc Bắc Nam phía Đông, nguồn vốn vay chỉ chiếm khoảng 30%. Tuy tỷ lệ vay vốn thấp hơn, nhưng hiện nhiều ngân hàng có hệ số an toàn vốn đã chạm tới giới hạn cấp tín dụng cho lĩnh vực này, nên các dự án PPP không còn dễ tiếp cận vốn. Hiện tại, những cái chính sách về bảo lãnh, và đặc biệt là cái bảo lãnh ngân hàng cho cái sự phát triển đấy thì không phải là dễ dàng. Bởi vì ngân hàng họ cũng phải chọn những cái đơn vị, những cái công ty, những cái đơn vị nó có năng lực tài chính đủ mạnh thì họ mới bảo lãnh. Không những thế, các ngân hàng thương mại còn có hàng loạt những lo ngại khác khi cho vay các dự án này, bởi họ phải tự xem xét quyết định cho vay trên cơ sở thẩm định hiệu quả của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng. Đề nghị với Bộ và với Chính phủ là sớm giải quyết dứt điểm những các cái vấn đề nó tồn tại của các dự án trước đây, thì nó tạo điều kiện cho tôi cũng có thể là thu hồi nợ, thu hồi vốn. Bộ Giao thông Vận tải xem xét là nhà nước thì bổ sung thêm phần nguồn vốn nhà nước để cho những cái dự án hiện tại mà không đạt được cái doanh thu và cũng như là theo đúng cái phương án tài chính ban đầu đã đề ra đấy. Đã có nhiều đề xuất được đưa ra để tháo gỡ cho các vướng mắc nêu trên, đặc biệt là trong bối cảnh các ngân hàng hiện thừa vốn, không cho vay ra được vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong khi các dự án PPP lại không thu xếp được vốn vay. Cần phải động viên cái nguồn lực đó của các ngân hàng, tại vì ngân hàng hiện tại đang có rất nhiều tiền, nhưng mà làm sao phải bảo đảm là tất cả những cái số tiền họ bỏ vào có một cái độ rủi ro có thể chấp nhận được. Chúng tôi đã gặp gỡ với ngân hàng nhà nước cũng như là các ngân hàng thương mại để trao đổi các cái thông tin làm rõ và để làm sao để mà thu hút khuyến khích từ các nhà đầu tư cho đến các cái ngân hàng thương mại để có thể là tham gia vào trong dự án. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng cảnh báo những nhà đầu tư đã được ký kết hợp đồng nếu không thu xếp được nguồn vốn trong thời gian quy định sẽ buộc phải thu hồi hợp đồng dự án. Như vậy, lại có thêm nguy cơ thu hẹp số lượng dự án PPP trong cao tốc Bắc Nam phía Đông. Để hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư tham gia các đoạn dự án cao tốc Bắc Nam theo hình thức PPP, Bộ Giao thông Vận tải sẽ áp dụng phương án thu phí kín và cho tăng phí theo hợp đồng ký kết. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ chung của dự án đối với các đoạn dự án hiện chưa có nhà đầu tư tham gia, thì Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng và khả năng sẽ phải chuyển đổi thành hình thức đầu tư dự án PPP để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra là năm 2022.